Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho bạn về dự án đào đồng ONX của nền tảng là Onnert, và sang ngày hôm nay thì chính thức là Onnert đã mở chức năng là cho cộng đồng đào miễn phí cái đồng ONX ở trên bot Telegram. Thì trong nội dung này mình sẽ cập nhật cho bạn về cái quy trình đào và cái thời gian đào và thời gian niêm yết đồng coin này. Như dự án thông báo thì 90% nguồn cung sẽ cho cộng đồng đào miễn phí và sẽ mở khóa là 100%, có nghĩa là khi mình đào đến đâu thì được mở khóa đấy, mình không phải là khóa nhé. Và 5% là thanh khoản và 5% là cái phần thưởng cho cộng đồng, tổng cộng là 5 là 10 và 90 là 100% là mở khóa sau TGE. Và bên dưới là cái lợi ích của cái việc là sở hữu đồng ONX. Thì thứ nhất ấy, các bạn có thể là dùng cái đồng ONX để mình nạp, mình nâng cấp VIP ở trên cái nền tảng là Onnert. Và thứ hai nữa thì mình có thể dùng để khấu trừ vào phí giao dịch spot hay là giao dịch future ở trên là Onnert Pro. Và đây là cái roi mát của là đồng ONX, thì bắt đầu vào là mùng 6 tháng 9 là cái quy trình là kiếm cái đồng ONX miễn phí. Và giai đoạn 2 thì tháng 9 2024 là nhận đồng ONX, và giai đoạn 3 vẫn là tháng 9 năm 2024 là lăn pool ở trên là Onnert nhé. Giai đoạn 4 là cột mốc quan trọng là tháng 9 2024 niêm yết trên là Onnert Pro. Và giai đoạn 5 tháng 9 2024 là dùng cái đồng ONX để nâng cấp VIP và trả phí giao dịch trên nền tảng của là Onnert. Như vậy một cái chu kỳ đào rất là ngắn, bây giờ đang là gần hết tháng 6, mình đào có là tháng 7 này, là tháng 8 đến tháng 9 này thì đã là niêm yết cái đồng quay này ở trên Onnert Pro, thì mình có thể là lấy mình bán vào tháng 9. Và ngoài ra nữa ấy, thì mình có thể dùng cái đồng ONX để mình nâng cấp độ VIP ở trên cái nền tảng là Onnert nhé. Thì cho thấy đây là một cái dự án ấy, đào rất là ngắn hạn khi mà đã có hẳn một cái roadmap lộ trình khai thác và cái ngày ấn định ngày tháng niêm yết cái đồng là ONX. Để đào được cái đồng coin này thì các bạn cần phải là chuẩn bị hai cái tài khoản nhé. Thứ nhất thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái tài khoản là Onnert này để mình liên kết, và sau này mình sẽ rút về ở trên là Onnert Pro. Nếu như bạn nào mình chưa có tài khoản Onnert thì mình sẽ để cái đường link đăng ký và video hướng dẫn đăng ký ở ngay bên dưới phần mô tả. Và sau khi đăng ký thì bạn cần phải vào cái hình đầu người để mình sẽ thiết lập hồ sơ, bao gồm là thông tin cá nhân, và cuối cùng thì mình thêm tài khoản ngân hàng, và các bạn cần phải là xác minh danh tính KYC. Và cái tài khoản thứ hai các bạn cần phải sử dụng là cái Telegram. Nếu bạn nào mình chưa có tài khoản Telegram này thì các bạn lên cái cửa hàng là Shopify hay là trên App Store với là iOS, các bạn ghi cho mình cái chữ là Telegram, các bạn cài cái app này về, và sau khi cài thì các bạn cũng dùng số điện thoại để mình đăng ký tài khoản giống như là mình dùng Zalo hay là Facebook. Và cái đường link mà đào cái dự án ONX thì mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video. Và sau khi lấy link xong thì các bạn nhìn thấy chữ Start ấy, các bạn bấm vào đây một cái. Và các bạn đợi một chút, khi nào các bạn nhìn thấy nó hiện như này thì thứ nhất là nó đã nhận diện cái tài khoản Telegram của mình. Và các bạn bấm chữ là mở app ở đây. Ở đây thì bạn bấm tiếp vào chữ Start ở đây. Rồi như vậy mình đã bắt đầu là vào bên trong nhé. Thì bạn nhìn thấy chữ là chơi thật vui, kiếm thật nhiều. Các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm chỗ là tab mà ngày nào ở đây. Các bạn bấm tiếp chữ net go ở đây. Rồi như vậy thì đây là bên trong để mà mình kiếm cái đồng là ONX. Thì tất cả sẽ có cái nhiệm vụ cho các bạn kiếm. Thứ nhất thì mình sẽ tab ở đây để mình nhận cái đồng ONX. Và thứ hai nữa thì bạn vào mục là nhiệm vụ này để mình sẽ làm cái nhiệm vụ đây, mình nhận đồng ONX. Và thứ ba nữa thì ở cái mục farm là cái mục các bạn đào tự động, các bạn thể bấm cái chữ là bắt đầu này để mình sẽ đào, và cứ sau cái thời gian là 4 tiếng thì mình vào cái mục farm thì mình sẽ nhận claim cái đồng ONX và kích hoạt lại máy đào. Ở cái mục đội này thì các bạn có thể là kiếm đồng ONX thông qua cái việc là các bạn giới thiệu cho bạn bè. Như vậy thì bạn chỉ cần là bấm vào chỗ mời bạn bè đây để các bạn lấy cái đường liên kết, các bạn giới thiệu cho bạn bè đăng ký. Còn ở đây là cái mục là bảng xếp hạng, thì ở đây có rất nhiều những cái người mà người ta mời được số bạn bè rất là nhiều, có người mời lên đến là gần 8.000 trên 7.000 nhé, có người là top 2 là đã là 5.700, là top 3 là 2.400. Đây là những cái thành viên mà họ mời bạn bè rất là khủng nhé. Rồi quay lại cái mục tab này là cái mục mà mình sẽ tab màn hình như này mình kiếm, thì bạn dùng một ngón tay bạn tab vào cái logo mà mình đào cái đồng ONX ở đây. Khi mà bạn tab đến đâu thì nó hiện đồng coin bạn tab được ở đây, bạn chỉ cần bấm chỗ nhận này
thì nó sẽ là trả cho mình về ở trên cái phần số trên. Các bạn lưu ý cho mình là các bạn chỉ dùng một con tay mình tap, nếu các bạn dùng hai con tay là không nhận nhé. Và khi mình tap hết cái chỗ mà mình có, ví dụ là 1.000 cái lượt tap này, thì các bạn đợi cái đồng hồ này nó hồi hết ấy, mình lại được cộng cái lượt để cho mình là tap mới. Và tiếp theo nữa thì ở cái mục nhiệm vụ này, các bạn sẽ nhìn thấy có một số cái nhiệm vụ, chẳng hạn bạn giới thiệu một bạn bè thì bạn nhận là 10.000 token này, 5 bạn các bạn cũng nhận 10.000 cái token, đây là cái điểm point nha, sau này quy đổi sang đồng ONX của là dự án. Và các bạn kéo lên bên trên đấy, các bạn nhìn thấy chỗ là mình có thể theo dõi cái mạng xã hội của là dự án là Onnur, các bạn bấm ở đây bạn follow, và sau khi follow thì các bạn cần bấm nút kiểm tra. Và các bạn lưu ý cho mình là những nhiệm vụ mình follow mạng xã hội này thì khi mà mình follow xong thì phải một nút sau đấy mình check mới được, còn nếu mình check ngay thì nó chưa xác minh cho mình là cái việc mình đã thực hiện nhiệm vụ là follow ở đây. Có một cái nữa rất quan trọng là các bạn cần phải có tài khoản Onnur, thì ở đây sẽ có cái bước là làm nhiệm vụ là tải ứng dụng Onnur, các bạn bấm ở đây để mình xác minh cái việc này là mình đã có tài khoản Onnur nhé, nó tự động nó mở cho mình cái app là Onnur lên như này. Thì bây giờ quay lại cái phần Telegram này, các bạn bấm một chỗ là kiểm tra đây, đợi một chút bạn bấm lại thì chắc chắn là mình sẽ nhận được 10.000 token ở đây. Bên dưới có nhiệm vụ là kết nối tài khoản Onnur với cái app mình đang đào đây, thì các bạn bấm vào thực hiện này và nó cũng mở cái app là Onnur lên như này. Thì bước này các bạn cần phải bấm một chỗ là cho phép nhé, cho phép kết nối đấy. Ở đây mình cập nhật cái phiên bản mới nhé, do là mình chưa chưa cập nhật cái phiên bản mới là chưa kết nối với ứng dụng là Onnur được. Như vậy mình cập nhật mới xong ấy, thì mình quay lại đây mình bấm lại vào chỗ là thực hiện mình liên kết cái tài khoản Onnur với cái app mình đào. Như vậy các bạn nhìn thấy chỗ là liên kết đây thì bạn bấm vào chỗ là kết nối này. Đó, như vậy mình đã liên kết thành công. Bây giờ quay lại cái app đào, mình sẽ bấm vào chỗ là kiểm tra đây. Các bạn nhìn thấy nút nhận đây thì bạn bấm vào nhận này. Như vậy mình đã nhận xong là đây, bạn nhìn thấy là cái nhiệm vụ follow Telegram mình phải một nút sau nó mới cho mình nhận nhé. Tất cả cái nhiệm vụ này thì khi mà các bạn làm ấy, các bạn bấm vào kiểm tra này phải một nút sau ấy, thì quay lại thì mình mới là bấm vào cái đấy mình nhận. Và có cái nhiệm vụ như là follow cái kênh fanpage của là Facebook của là dự án ấy, các bạn bấm vào đây. Và ở đây có cái nhiệm vụ nào thì các bạn làm để bạn nhận, và những nhiệm vụ nào các bạn đã nhận thì nó hiện cái chữ tích xanh đây, có nghĩa là mình đã thực hiện, mình nhận xong. Và ở cái mục tab ấy thì các bạn chỉ cần là click ngón tay lên màn hình, các bạn tab như này là mình đã nhận nhé. Và khi bạn tab lên đâu thì bạn có thể bấm đây để các bạn nhận cái đồng qua đến đấy. Và đây cũng là một cái dự án cực kỳ là tiềm năng, có thể nói là một cái kèo xác định là thành công, là cái kèo ăn chắc nhé. Và về cái lộ trình và đào thì các bạn đã biết là tháng 9 là bắt đầu dự án đã mở lăn pool và sẽ niêm yết cái đồng ONX này ở ngay trên cái nền tảng là Onnur. Rồi, như vậy mình đã giới thiệu cho bạn về cái roadmap của dự án đào đồng ONX của là Onnur. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn, mình cũng xin là dừng video đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.